Kính chào quý bà con hôm nay Thế giới Máy xin chia sẻ cùng bà con chăn nuôi dê về kinh nghiệm phối giống cho dê mời bà con cùng nghe. một Sự lên giống Lên giống là một biểu hiện sinh lý khi dê đạt đến một tuổi nhất định nào đó, ở y là điều kiện để dê cái bắt đầu sinh sản. Dê thường có biểu hiện lên giống ở 6 đến 8 tháng tuổi tùy theo giống. Các biểu hiện của sự lên giống, phần ngoài của bộ phận sinh dục dương, chảy nước, đỏ và nóng lên, uôi luôn luôn ve vẩy, luôn luôn đứng yên khi dê cưỡi lên lưng hoặc con dê khác. luôn kêu la và giảm lượng ăn. Chu kỳ lên giống của dê bình quân khoảng 21 ngày. 2. Phối giống Thời gian phối giống tốt nhất cho dê là 12 đến 18 giờ sau khi xuất hiện những biểu hiện đầu tiên của sự lên giống. Tránh sự phối giống không thành công dê đực và dê cái nên nhất chung trong một chuồng nhỏ. Trong hệ thống nuôi chăn thả dê có thể phối giống trong lúc ăn cỏ mà không cần chuồng. Phối giống không thành công nếu dê cái xuất hiện chu kỳ động dục mới khoảng 17 đến 21 ngày sau khi phối giống không nên phối giống giữa các dê có mối quan hệ gần nhau, nên thay đổi dê được khoảng 1 năm sử dụng. Nên nuôi thịt những dê cái sau hai lần phối giống không đậu. Dê cái có thể lên giống lại sau 35 đến 45 ngày sau khi đẻ chúng ta có thể phối giống cho dê nếu thấy rằng thể trạng của dê tốt. Nếu dê cái sau khi đẻ có thể trạng không tốt như đẻ sinh đôi, sinh ba thì chúng ta có thể đợi thời gian lâu hơn tốt nhất là khi cai sữa dê con thì cho phối giống lại cho dê mẹ, y với đẻ một con thì việc phối giống thường đạt kết quả trước cai sữa dê con bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con